Hình ảnh mới nhất của nam em đã thu hút sự quan tâm của nhiều dân mạng. Không còn vẻ bơ phờ, người đẹp gốc Tiền Giang đã dần ổn định tinh thần sau loạt drama, đồng thời nhiều người còn chú ý đến một điều trên trang cá nhân cô. Sau khi nhận mức phạt 37,5 triệu từ Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vì ồn ào livestream vừa qua, nam em đã tiếp tục lên sóng. Trên trang TikTok cá nhân mới đây, nam em liên tục chia sẻ những đoạn clip ngắn khoe nhan sắc cùng thần thái xinh đẹp. Qua những clip được đăng tải, có thể thấy sau chuỗi ngày livestream đầy drama, nam em đang dành thời gian để bản thân thư giãn, nghỉ ngơi tại một khu resort. Trong clip, nam em diện một chiếc váy dáng dài đầm thắm và nhẹ nhàng. Hình ảnh này khác hẳn với những gì nam em thể hiện trước đó mỗi khi lên livestream. Đặc biệt, dưới mỗi clip, nam em đều để lại dòng trạng thái gây chú ý như sẽ không vì bất cứ điều gì mà hết lòng yêu, tìm lại cô gái ấy. Rực rỡ thật nhưng mệt mỏi lắm, buông thôi. Tuy bất ngờ đăng tải nhiều video mới, khoe trạng thái tinh thần ổn định, nhưng nam em vẫn quyết khóa phần bình luận ở trang TikTok. Nhiều cư dân mạng cũng hy vọng rằng nam em sẽ lấy lại tinh thần và sớm trở lại con đường nghệ thuật. Nam em, sinh năm 1996 tại Tiền Giang, cô từng giành giải Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long và đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Earth. Bên cạnh đó, nam em còn từng đóng nhiều phim truyền hình và tham gia loạt game show giải trí. Trước đó, nam em thường xuyên livestream cung cấp những thông tin gây hoang mang dưới dạng ẩn danh, gợi những chi tiết liên tưởng đến các nghệ sĩ V-beat. Không chỉ thế, nam em từng khiến dư luận phẫn nộ khi có những phát ngôn thiếu chuẩn mực để bênh vực chồng sắp cưới. Việc xử phạt nghiêm nam em chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những cá nhân nên cẩn trọng hành vi phát ngôn mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Lùm xùm vừa qua cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp cũng như hình ảnh của nam em trong mắt công chúng. Chồng sắp cưới cho biết nam em bị hủy nhiều show ca nhạc. Đồng thời vào chiều 29 tháng 2, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long đã xác nhận nam em sẽ không đồng hành cùng cuộc thi dù đang trong giai đoạn còn đương nhiệm. Lý do được ban tổ chức đưa ra là hình ảnh của nam em không còn đúng với tiêu chí và mục tiêu mà cuộc thi mong muốn hướng tới. Đến ngày 1 tháng 3, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về buổi làm việc với nam em liên quan tới vụ ồn ào livestream những ngày vừa qua. Theo đó, nam em bị phạt hành chính số tiền 37,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Sở Thông tin và Truyền thông cũng khuyến cáo Lệ nam em nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Ngay sau đó, nam em và chồng sắp cưới đã xóa hết các bài đăng có liên quan đến ồn ào livestream được đăng tải suốt thời gian qua. Những bài viết còn lại chủ yếu về công việc ca hát. Trên trang TikTok gần 1 triệu người theo dõi, nền tảng nam em thường xuyên dùng để livestream cũng đã được dọn dẹp.